Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hôm nay mình tìm điểm K của D y bằng trừ x cộng 4. Thì đây chính là cách tìm một điểm thuộc một cái đường thẳng cho trước nha các bạn, khi nó cho tung độ. Thì bước đầu tiên mình sẽ gọi cái điểm K, gọi nha các bạn, gọi điểm K. K có tọa độ là xk và yk, được chưa? Thuộc cái đường thẳng, thuộc cái đường thẳng d y bằng trừ x cộng 4. Thì xk chính là hoành độ của điểm k, yk chính là tung độ của điểm k nha các bạn, được chưa? Tung độ của điểm k. Thì cái câu a người ta cho tung độ bằng 5, tung độ chính là yk. Vậy mình sẽ suy ra điểm k, chỉ ra điểm K có xk chưa có nè, viết lại nè. Yk là tung độ là y, và y của mình bằng 5, thuộc vào d y bằng trừ x cộng 4, được chưa? Vậy cái chỗ nào có y thì các bạn sẽ thay bằng 5, chỗ nào có x thì các bạn thay bằng xk, được chưa? Rồi vậy tương đương y thay bằng 5 nè, bằng trừ xk cộng 4. Vậy tương đương các bạn giải y chang, giải tìm x chuyển cái này qua, cộng chuyển qua thành trừ, 5 trừ 4 được 1, ở đây vậy là được 1 trừ xk. Vậy suy ra xk sẽ bằng trừ trừ 1, ok chưa? Vậy các bạn kết luận k có tọa độ là trừ 1, 5 thuộc D. Ok chưa? Rồi, thì tương tự bài B cũng vậy. Bài B cũng vậy, thì người ta cho hoành độ bằng trừ 2. Hoành độ chính là cái chữ x, được chưa? Vậy K của mình sẽ có tọa độ là trừ 2 x trước nè. Sao có y chưa có là yk, được chưa? Thuộc D. Y bằng trừ x cộng 4. Thì tới đây các bạn chỉ cần thế chỗ nào có x thay bằng chữ trừ 2, còn cái chỗ nào có y thì thay bằng yk. Vậy yk là bằng trừ của x thay bằng trừ 2 cộng 4. Thì tương đương yk bằng trừ của trừ, trừ trừ thành cộng, 2 cộng 4. Thì tương đương yk bằng 6. Có tung độ, có hoành độ thì các bạn sẽ kết luận được, vậy điểm K có tọa độ bằng 2 trừ 2 6 của D, được chưa ạ? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, bạn nào muốn giải thêm những cái bài tập liên quan về tìm điểm K cuộc vào phương trình đường thẳng thì các bạn có thể comment. Mình có rất nhiều dạng liên quan về tìm một cái điểm K thuộc vào cái phương trình đường thẳng nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.